Ôi, cái dảnh. Cái dảnh bự bự không cả nhà. Ôi ôi. Hả? Ê, vô con ếch đi nè. Hả? Được con ếch hả? Mày xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog nha. Chào cả nhà. Chào một chút cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui. Vô phía này nè. Thì hôm nay hai vợ chồng định lấy miệng chài đặng đi kéo chài trong mương cả nhà. Này không có đi kiếm cá ăn ha. Má còn chuyện không có đi săn bắt được. Bây giờ bữa nay ra mương nhà kéo kiếm cá làm cơm ăn. Tại cũng mới vừa đặt lú xong rồi vô trong kia kéo ra. Thì bữa nay cũng mình lên tèo kéo nữa nha. Tèo chuẩn bị cái cây nè. Nay một mình một ngựa nữa. Đi vô đi phía này mình ăn cái cá để mình dọn. Thì được mời cả nhà theo chân hai vợ chồng để đi kéo mương thử coi. Hôm nay cá nó bị lớn rồi, với lại mình thu hoạch rồi có nhiều như lần trước mà kéo không nha. Ông xã Nguyệt đi đằng trước để đủ cái mương này cho nó động qua mương kia. Mình kéo mương, nếu mà không đủ ăn thì mình mới kéo nữa đó nha. Mương thì luôn tuồn luôn ha. Ở đây là hàng mít nè, trồng cũng được mít này mình trồng được mấy tháng anh? Sáu tháng chưa? Đâu sáu tháng mới trồng đây mà. Dạ. Yeah. Tại giờ nắng hốc quá cái mít nó cũng không được tốt nữa cả nhà. Tứ sáng là chịu khô gan. Ở đây là mít sơ vàng ruột đỏ hả? Mít tô nữ đi trên. Tô nữ thì này nó không chịu. Nó không chịu với phần á nguyệt đặc xong người ta đem về người ta mới ghép nó mới ra tuột non quá đó, cái mình đem ra mình trồng á. Cái nắng quá. Nó chết hình như là muốn hết luôn rồi cả nhà. Chỉ còn mít sơ vàng ruột rõ ở phần này thôi, còn mít tố nữ thì trồng bao quanh xung quanh ha. Tố nữ giờ chỉ còn gốc thôi. Nó không mấy. Ngộ quá nó vàng. Anh xuống anh đuổi một bình này cho cá nó dồn. Cái gốc lục bình này em nghĩ chắc có cá trong đây ở nè. Trốn này nè. Hồi đó mình thả thì đâu có nhiều lục bình ha, giờ nó nở ra. Vô đây mò thấy có tôm. Vậy hả? Mò luôn hả? Mò ai chứ. Sâu à? Khói mò luôn. Gió nè. Gió. Mấy ngày nào cũng gió hết. Gió video có hơi ù ù cả nhà nghe thông cảm nha. Bình nó dày dữ lắm. Dày dữ lắm. Sao nó gom lại cái gốc này không anh? Gió. Gió đồ ăn này nè, nó đâu có trôi đắng được. Có người đi không được luôn à. Dạ. Yeah. Quá trời bịch. Thôi dậm dậm đi rồi ra mương cho ra chỗ trống kéo. Dày quá trời dày. Đủ được. Cái mò có tôm đâu mà vô vô không nổi. Tới đó đi không nổi rồi đó. Ừ. Không chạy. Thấy nhắn nén nó nhiều nhiều quá. Thấy giật cái mít á. Không đi đó. Bữa nay bầu trời xanh đẹp quá. Tháng giêng bầu trời lúc nào cũng thời tiết thì ngày nào cũng nắng gắt hết cả nhà. Có gió ha. Chạy luôn hả? Nó thẳng kỳ chứ. Dạ. Cái trời nó để cục đó, nó gấu kỳ kéo nó bung ra.
lưới này ở cái miệng chài này ông xã Việt mua thì nó cái lỗ nó to cả nhà, chỉ bắt được những con cá bự thôi ha. Vậy hả? Em nghe nói là ốc bu cũng lâu, mình để trong mương lâu quá nó cũng chết nữa hả? Ông xã mình chuẩn bị kéo. Mời cả nhà đi theo kéo nha. Kéo ở đây chưa thấy gì đâu anh. Hồi nó gần tới mới thấy cá phóng nha. Đây chưa đâu. Đây ông xã mình kéo nè. Quay tới đây rồi cúp ha. Chút xíu nữa gần tới thì mình sẽ quay nữa. Chứ giờ thì cá nó đang chạy mương cũng còn xa lắm. Bực bực vậy. Bây giờ ông xã mình gần tới rồi nè. Thấy dữ không anh? Nào cũng có nào. Để coi nó còn phóng không? Phóng nặng đó. Mới phóng nặng đó. Cái dảnh á, cái dảnh nó phóng cao á. Cái dảnh phóng túng rồi đó. Đó. Phóng rồi đó. Cái gì nãy mới phóng lên anh? Nó ừ. Cái dảnh, cái dảnh, thấy cái dảnh này. Thấy không, cột túm gì nó đâu phóng ra. Chứ rồi mình không cột á, nó phóng qua bên kia luôn. Rồi vô vô cái đuôi vậy kìa. Vô chưa? Em thấy quặn trong cái đuôi đó. Cái đuôi này. Cái này phải vô. Rồi dính chốt con. Ủa. Tao thấy phóng ít ta. Ha, ít mấy lần trước. Lần trước kéo phóng dữ lắm. Bây giờ lại đây coi cái miệng chài thu hoạch như thế nào. Cái dẫn đâm vô luôn rồi. Cầm lưới rồi, cũng gấp rồi. Tao thấy em gồm lắm à. Giật không gì ghét gì vậy? Mưa giờ có cỏ á. Dành bự nè. Dạ hả? Rồi dùng cái dành bự. Ôi, rồi, ăn cái dành. Cái dành không cái à? Bự bự không cả nhà? Cái dành không á. Cái dành á, để nuôi mấy cái cỏ ghìa ghìa đó. Thì nó cũng ăn cỏ. Về khô quá, kéo không vô. Mình cứ chuối ra mà. Cái dảnh. Dảnh được bự không? Những cá đi, tính tay ra. Kéo một lần thôi đủ ăn rồi. Qua bên kia. Em đứng nãy nó cháo trời. Thử đó. Còn ở trong cái đuôi nữa, không biết dính cá gì nữa. Mình hết biết cái dảnh. Cá chê đi nó đụng kịch kịch dưới vậy đó mà nó không vô. Khôn. Cái dạ nó dắt hả liền. Chút mưa nó cũng lỡ đất ha. Mình kéo nhiều khi ngay cái bựng đất lỡ cá nó ra. Bắt cá phi. Bắt con bự ra. Còn con nhỏ đi. Còn cái đuôi nữa. Đuôi to. Bốn con này là thấy ăn cũng được rồi đó. Cái này nhào đó không có không? Chúng sâu gì nó bám cái. Dạ. Đau quá. Để cái đuôi ra. Lấy cái sâu xuống không? Đem ra đây nè. Có mình bắt bỏ vô. Thấy nó bút. Hả?
Ê, vô con ếch đi nè. Hả, được con ếch hả? Vô ếch nữa nè. Ui. Kéo động hay gì mà khôn thật nha. Dữ rồi, thật dữ rồi. Sống dữ rồi anh ơi. Cái con cá đỏ đỏ mình nuôi cũng lâu lớn quá ha. Cá phi thì mau lớn nha. Được hai cá phi bự hả? Thả con cá nhỏ luôn đi. Múc nước được không ta? Múc nhau á. Cái rảnh nó múc nhau quá. Rồi được rồi. Cái nhảy khô ghê. Đâu cũng đó đó. Cánh tư luôn. Cầm nha. Em coi, em xách lên coi cái nào nó thả lại. Cá này à, nuôi nữa nó có thể bự nữa cả nhà. Thả đây ha. Có nước cái nào ra hay. Thêm được một cặp cá phi nữa. Cặp cá phi bự ha. Chứ ba cái rảnh bự. Con cá phi là ba cá phi, ba cái rảnh đủ ăn anh ơi. Thôi anh dính được em ếch. Ủa, sao cầm vô ta? Rửa cái miếng chài để em cầm tiếp. Bỏ túi quần. Nghĩ ra không? Kéo vô kia lại. Không ra. Sau khi kéo cá xong rồi cả nhà thì kiếm bần ha, chạy vỏ về nhà kiếm bần. Cái bần đùm trái luôn. Bần này chắc nó có độ chua ha. Chua, chua dữ lắm. Bần chua mình xài được rồi. Nếu mà có bần chín nữa thì ngon nữa, nhưng mà tháng này gió lắm cả nhà. Tháng này có không có tìm được trái nào mà chín đâu. Như cái đủ rồi ha. Xung quanh đây thì xa xa cũng có vài cây bần. Ớt này cũng tốt quá ha. Bông này thiếu nước nó héo rồi nè. Giờ nó gió màu khô. Hướng dương nở đùm đùm luôn ha. Cái bông dương thường mà anh thấy thường nó lên nó có một bông bự nè. Mà nó hơi cao hơn này nha. Cao dữ lắm. Cao. Còn này nó lên nở đùm bông này dưới gốc lại lên luôn. Hết Tết rồi mà chậu cát tường vẫn còn đẹp nữa cả nhà. Bên đây nè. Nở hoa. Nở hết trơn mới cứ búp luôn. Còn ở đây thì chậu bông dạng thọ. Ông xã người trồng xong rồi cái những cái bông mà nó gọi là nó nở xong rồi nó tàn đó. Ông xã người cắt nha. Rồi xong bây giờ cái nụ mới á. Nó nở rồi thêm mấy cái chột nụ nữa nè cả nhà. Thì nữa là nó nở nữa ha. Bông người ta qua Tết là lá tàn chứ cả nhà. Tàn qua Tết không tàn. Nó chỉ già cái bông thì nó héo xong thôi. Cái cây thì vẫn còn canh tốt bình thường. Cái này nhắc cái bông mà. Để kéo á, nhắc mấy bông dọc hết. Coi cái bông này đẹp nhất. Đẹp mà rẻ nữa ha. Đẹp mà lâu tàn. Cái bông này lâu tàn. Ở dưới chợ thì mình thấy người ta bán khoảng nhiều gì nè. Người khỏi bông mà người ta bán cúng đó nha. Tới 80 ngàn ha. Còn chậu này mua 60 ngàn à. Mà mình trưng hết Tết luôn, ra Tết luôn.
Còn nó bông mà cái nhà coi lá nó rụi trơn à, nó không có giống như của đàn thằng ngoài kia. Nó bị bệnh trơn à. Lá ngoài kia đó ra bông đã bình thường. Trời, cây hướng dương nó nở dưới mấy bông luôn nè anh. Ha, nở dưới gốc nè. Nó hướng dương thì nó nở từ từ nha cả nhà. Ngày hôm qua nó cũng nở rồi đó, bữa nay nó nở nữa, nó mới mấy ngày mới nở dưới này, cái nãy dầm lên nè. Mấy ngày nó mới nở được hoàn thiện một cái bông ha. Ừ. Rồi tiếp tục ra tới vườn rau. Hai cái bông này tại không có tỉa cả nhà, không có tỉa bông bông bự á. Giờ nó nở bông con nhưng mà bông bự thì nó khô hết rồi. Rồi nó mới kéo ra tỉa mấy cái bông héo rồi bỏ ha. Bông dừa cạn này công nhận nó dễ trồng mà khoát đó. Trời, cái bông bụp nè, bữa nay nở nhiều bông quá nè anh, nhưng mà bông bụp nó nở trong ngày rồi nó tàn cả nhà, nhìn là rất đẹp luôn ha, nhưng mà trong ngày nó tàn. Dừa cạn mà đẹp nhất. Nở hoài. Đây cây bướm hồng đây. Lên bông ha. Ừ. Đây một cây bông dừa cạn bự mà cái màu sắc nó đậm. Cái cây này thì màu khác ha cả nhà, còn cây này màu khác ha, màu nó hơi nhạt hơn. Đậu que hôm nay cũng xuống trái dữ lắm. Bữa ra Tết mà vẫn còn trái nhiều luôn. Trái này chắc cũng mấy tháng mới ăn được, tại trái non, bữa nó lâu chín. Ừ. Trái nó chín rồi hả? Quận không ướt nổi. Đậu que bữa nay xuống trái nè cả nhà. Bây giờ ngày trái nhiều. Ừ. Đóng. Gắn trái luôn. Nhiều đây là ăn hết. Lên tới đọt luôn, từ gốc lên tới đọt luôn. Trái rồi bông. Xong hết thì hai chồng ra để nó què vô đó cho bự em ha, đó cho bự đó ngồi mới thấy. Ừ, bự không đâu mà tiện mấy trái bự bự gì nữa cả nhà, để mấy trái bự bự ăn nhiều khi cắt non á cái gốc cái ngọn luôn, cái cắt bự nữa ăn hết. Có cái dây này nó bị đầu cái trái nhiều mà nó bị gió quá trời luôn, cháy lá. Này ăn kiểu ăn để dằn vậy đó, cái nào tới mình ăn tiễn ăn bông ngộ cả nhà. Nè, nó lên tới đọt luôn ha. Lên đọt non nè, nó cũng có bông nữa nè. Cái dây này bông nè. Bông tới đọt non luôn, giống như đậu gồng vậy đó. Vậy đó mà bông trên đó vậy mà trái thì nó ở dưới gốc á. Tiên tiện đủ ăn được rồi ha. Có dây đậu này cũng được mấy trái nè. Còn hơi non á, cái này có 2 ngày nữa, vừa. Cái cây này nó hôi ghê vậy. Cái ngà dôi nè. Cây này ta cũng làm thuốc nam đó cả nhà. Nhưng mà nó hôi lắm. Thì người ta kêu ngà dôi với anh cũng quý vị nghe kêu theo vậy. Ngà dôi nè, nó giống như cái ngàn dôi chứ, kêu ngà dôi đó cả nhà. Xung quanh mọc nè, nhóc chưa? Trái hết biết rồi. Nè. Đủ chưa? À, ngã thêm ít rau ngổ nữa. Khó bệnh. Coi bằng người thấy rau gì thì cũng thèm chứ. Tuột chấm. Thằng hổ này xanh hết hồn. Thằng hổ này sao anh ăn, anh không có thích ngắt lá em. Để đại lá lụa luôn. Ăn nó ngon. Nó đắng đắng nhưng mới ngon. Nó hơi nhẫn nhẫn chút. Ừ. Mà cái rau ngổ mình trồng trên bờ mình ăn nó đắng hơn dưới mương nha. Giống như rau đắng mình đi nó rau đắng mà. Ừ. Còn, nó dưới mương á thì nó đỡ đắng. Còn trồng trên bờ. Hai ngàn lỗ này không là nắm cứng luôn. Nó đại nhiều đi. Này ăn rau nhiều bò vô gốc bự nè,
Anh tính trồng cho bé Út dây củ sắn chỗ này nè. Nghe chỗ này không có trồng cây gì được trên. Cho nó bỏ lên cái bưởi hả? Cho cái bưởi luôn. Cái bưởi này nó hư rồi. Ủa củ sắn là nửa nó ra rễ nó ra củ hả? Đâu có, củ sắn mình trồng cái trái rồi nữa nó như đậu gồng vậy đó. Nó lên trái trên dây rồi nữa mình lấy cái hột mình trồng. Trồng cái hột lần nữa nó ra củ. Ủa thì cái củ nó đặt xuống. Cái củ mình trồng xuống là nữa là nó sượng luôn như mình trồng khoai tự vậy đó. Vậy hả? Ừ, đúng giống khoai tự. Không, khoai tự như khoai tự thì mình trồng nó ra củ. Nó ra rễ nó ra củ. Còn cái này là củ sắn là trồng hột chứ đâu phải là trồng củ đâu. Vậy bây giờ cái củ thì mình trồng mình lấy hạt hả? Củ trồng lại mình lấy củ. Cái hột đó y gan cái hột đậu gồng luôn vậy. Rồi mình trồng lại mới lấy củ hả? Ờ, rồi mình lấy cái hột mình trồng lại lần nữa nó ra củ. Là cái củ mình ăn đó. Còn nếu mình trồng bằng cái củ lần nữa tới tới nó già là cái củ nó bự cỡ mấy kilo mà ăn nó lợi nhất à. Đậu gồng nữa này xuống trái bồn nữa nha. Cái trái này ăn được nữa. Tại bé ăn nấm. Đó có anh bé ăn nấm rồi. Chấm nước cá. Thấy đói bụng thấy gì cũng thèm chứ. Cái bé ăn nấm ăn chứ không bé nhiều. Chuyện chỉ mấy trái bự đó nha, để nó già không hay nữa. Rất dài. Có mấy ngày Tết á, lo đi không à. Ngày Tết đi không không ăn cho nên già mấy trái. Bé sót. Ở nhà nó non nè. Bé trái bầu không? Biết rồi. Hả? Rụi trái bầu luôn đi. Thấy trái bầu. Nó còn sức lớn nha. Trời ơi, em cắt em nuôi trái khác chứ có gì đâu. Ừ. Ra ba bốn trái nữa mà. Mình cắt trái đó là nuôi trái kia à. Dạ, nè. Chỗ này ra sâu sâu luôn nè. Con này, này thì mình luộc nguyên vỏ nè. Luộc nguyên ngon. Cho luộc nguyên vỏ. Trái bầu giống của tèo nè cả nhà. Trái bầu này là không phải là để giống nha. Trái bầu này nó ăn không kịp. Rồi nó già, còn trái bầu giống thì nằm trong này nè. Trái bầu giống này chết dây rồi em. Chết dây hả? Chết dây à. Chết dây thì rút ra phơi luôn, chứ để con bao lâu khô thì đều lấy nó ra luôn. Phơi tập trung với trái bầu tròn kia kìa. Đó, nằm bao đẹp. Nghe xìu luôn rồi, ở trong thì nó bọng rồi đó. Qua tao để đây là phơi chung với trái bầu tròn rồi bữa nay nó khô nghe xìu luôn. Phơi đây nè nè. Nhà cái bầu tròn thật. Bữa nay nó nhà xìu còn cỡ cỡ 300 gram nhẹ. Nó lá xịt xịt đây luôn. Cái bầu đó nó chưa ngã màu đó ha, cái bầu vàng đó. Bầu vàng nào? Đó, anh mới bẻ vô đó. Nó vậy là nó già đó. Nó vàng, ở nhà xìu em cầm ở nhà xìu rồi, trong ruộng nó bọng rồi đó. Nó đâu có nặng đâu. Dài ha. Nhìn nó đồng thành thủ ở nhà, nó đầu đầu đít nó cỡ màu à. Nó trong bầu vậy nó mới ngon đó. Vậy là mình phơi cho nó khô vậy luôn. Ừ, khô vậy. Rồi xong trên chuẩn bị làm cơm. Chào cả nhà. Chào mừng cô chú. Hái thêm một ít rau nhà vô nè. Đậu que ha, với rau ngổ, với đậu gồng, với trái bầu nè. Rồi nó mình sẽ luộc ha. Còn mớ cá này mình cũng đã làm sạch rồi nè, rửa để ráo rồi ha. Giờ mình sẽ ốp. Hôm nay thì mình sẽ kho bằng ha, làm cá kho bằng. Đây mình sẽ ốp nè. Này vài lá ớt với hành tím một băm nè. Bóp vô cá cho nó thơm. Cho gia vị vô ha. Bột ngọt, hạt nêm, muối với đường. Cho một ít nước màu nữa. Hôm nay ăn cá kho bằng. Cho một ít nước mắm vô luôn ha. Rồi, mình đặt ở đây. Bằng đó thì chút xíu nữa mình sẽ nấu á, nấu mình lấy nước á cả nhà, mình lượt cái xác bỏ ha, mình lấy cái nước chua của nó rồi mình sẽ kho cá lại. Cười. Nghĩ bữa này con đi học. Gì? Nghĩ bữa này con đi học. À, vui quá ha. Vui quá. Vui không? Gặp cô, thầy, người bạn luôn. Vui thiệt chứ. Phải nói là vui để thôi là cô, thầy con có coi clip này là thầy con buồn, thầy con buồn đó. Thầy nói nghỉ đâu mười mấy ngày trong gặp học sinh mà học sinh nói là không muốn gặp thầy buồn đó. Thấy không? Mời đi phải không? Thôi mai học luôn hả? Dạ. Được luôn ha. Chắc ông thầy bữa nay chắc ông chồng dữ lắm. Thầy chắc nhớ học sinh dữ lắm rồi. Mà
Không, thầy đâu có biết là học sinh nó không nhớ thầy đâu. Sao sao clip này ông thầy sẽ phát hiện học sinh không có nhớ thầy. Lúc trong lớp còn bạn có bị đánh không? Có bị đánh đít hay là khẽ gì không? Có bị khẽ là la phạt không? Thầy khẽ nhẹ. Thầy khẽ nhẹ thôi phải không? Thầy lấy cái thước hay là cái roi gì thầy đe dọa thôi phải không? Phải không? Thầy sợ gì? Thầy sợ gì? Cây thước hay là cây roi? Con có, nhưng mà thầy đánh gì thầy? Vậy đó. Đánh ngồi. Mà đánh cây thước hay cây roi? Cây con biết là cây thước của thầy. Vậy hả? Nhớ hồi xưa cha mẹ đi học á, hồi xưa lâu rồi, mười mấy 20 năm về, là lúc đó là lớp á, cái nhà thường. Ủa, em nhiêu tuổi rồi? Không biết. Em mười mấy 20 năm là biết em nhiêu tuổi chưa? Thì cỡ mười mấy tuổi rồi, lúc đó em học mười mấy tuổi thì bây giờ ba mấy tuổi đó, thì cỡ 20 năm đó. Bây giờ thì em 38 tuổi thì thời đó em mười mấy tuổi thì cũng hai mấy năm rồi ha. Hai mấy năm rồi ha. Hồi đó thì mình học tới hết lớp 7, còn ông xã thì học hết lớp 5 hả? Là mê Trăng Châu, mê Trăng Châu nghỉ cả nhà. Hồi nào giờ ông thầy có đánh không? Ai học mà không bị thầy cô đánh? Đánh nhẹ phải không? Ông cưng chết nè. Ông cha học sinh phân bì, ông bộ ông đánh đó. Cha xưa, cha nói nhỏ nghe, cha xưa cha đi học mà bị đánh giết là cha chơi kiểu mà chơi cái cắt cái mo cao á. Bông, cái bông. Mỗi lần đi học là cắt mo cao lót. Lót đít. Tuổi thơ nói ra thì thầy quánh đá đó, luôn. Đó đó mà hai mấy năm ha. Hồi xưa nhớ đi học tiểu học á, lớp 1 lớp 2 đó rất là sợ cây gôi tre cả nhà. Cây gôi tre của thầy cô á thì toàn là gôi tươi không à, đánh không thấy gãy, giặt thôi chứ không thấy gãy. Sợ nhiều khi đôi lúc viết bài không được hay là không thuộc bài đó, sợ bị đòn. Hồi xưa học thì thầy cô đánh học trò chứ giờ không có đánh. Giờ bé Út nó phủ bụi không à. làm cho thấy học sinh thấy thôi mà nhầm đứa đâu có sợ đâu phải không? Nhầm đứa cứ tỉnh bơ không có gì hết trơn. Bạn vô bị hà đánh mà bạn nó cười. Vậy đó hả? Vậy chứ phủi bụi sao không cười được. Phủi không sạch bụi nữa. Thấy thầy đánh bạn mạnh không? Thầy đánh con gái nhẹ hơn. Dạ. Nhưng mà thầy đánh con trai mạnh. Trai nó lì. Trai nó lì quá không thầy không đánh mạnh. Hai bé thấy xe bằng bừng diễm ớt kìa. Rồi thử rồi. Thử cái này ngon cái nào. Đâu thử cái. Con đi con chiếc đi. Bằng này thì nó chua với chát. Còn nó bằng chín thì nó chỉ mới đồ chua không mình. Sao miếng bằng vô mặt mấy sẹo vậy? Tôi tỉnh lên cay. Ngọt không phải không? Chua với chát. Mùi chấm dữ vậy. Chấm hết miếng bằng luôn, ăn còn miếng chua nào nữa. Nhìn hai bé ăn thấy thèm mất rồi. Cả nhà không biết sao cái tèo này cứng hàm chứ. Ngon anh ơi. Ngon. 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 Ngon nữa đi. Cánh dưa muối ngon. Bằng mà ngọt. Cái bằng này già. Cái độ chua nó ít hơn cái bằng chín. Bằng dốt á. Dốt chua dữ lắm. Chát chát ngon. Sắt ra làm ba ha, cái mình nấu cho nó gã ra. Giờ mình sẽ lượt nước lại. Bằng chín anh, hồi xưa bà ngoại em kho cá, chỉ cần bằng chín thì mình dầm ra là được rồi. Dầm ra chung với nước cá. Nó có cái cái khó ăn, cái bằng nó hộp. Dầm với nước cá. Mình lựa gì nè, dễ ăn. Lượt cái nước bằng ha, dầm thả cá vô luôn. Mình cho cái nước ớt nó vô luôn. Ở đây mình có bắt miếng nước ha, mình cho ít hạt nêm, miếng đường, mình để đậu que, cái đầu vô mình lượt luôn. Bây giờ cá cũng chín rồi ha, để hành lá vô. Cái này kho nó thấm vị chua của bằng luôn cả nhà. Bây giờ còn rau ngổ thôi, vớt rau ngổ ra ha. Bầu non nhìn thấy ngon ha.
nấu ra nữa là dọn cơm ăn. Rồi bữa cơm này gia đình Tèo cũng đã chuẩn bị xong, chào mọi cả nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Cảm ơn bà nội, cha mẹ, bố chú ăn cơm. Bữa nay cũng tiếp tục cây nhà lá dừa. Ăn cái dảnh bự này, ăn chả béo. Béo chạy mương nhà. Mương nhà, hoặc lửa cá bự không ạ? À? Ừ. Cả nhà ăn cá dảnh kho lạ. Có cái nước cá ăn để riêng đó, vô chấm chấm bên cái dĩa đó. Hai chốt nè. Ăn cá dảnh hết, ăn cá dảnh. Trời ơi, cho chị Hai. Chị Hai bệnh. Mà cái nhà cái dảnh kho nha. Chị Hai bữa nay cũng ba con cho bá luôn nè. Ăn đi. Nhấp vô miếng ớt. Nói chung ăn. Này đặc biệt là cái dĩa này. Dĩa này mới đặc biệt. Cái bầu thì ngon, non vậy lắm. Ngon, rõ ngon. Để rõ nó luộc bên ngoài nắng bấy. Mới gắt vô luộc một ngày. Nuôi Tèo nuôi cá diêu hồng, cá đại tượng, cá chê. Ba thứ mà giờ kéo dính cá dảnh cá phi, không liên quan gì. Cá chê nó khôn cả nhà. Tao đi là đụng nó nhóc dữ luôn á, mà nó không vô chài. Nó chúi làm sao đâu á. Tao như đi là nó chúi xuống cái dấu giò á. Câu mới dính. Ừ. Ở chừng cá chê nó ăn cá diêu hồng đâu hết rồi đó. Không, cá diêu hồng không thấy còn nhiều. Nó nổi cá nhiều. Cá diêu hồng thì nó ra mưng trước nhà. Nó ra mưng trước nhà ở trên này, nó không ở mưng sao. Còn cá đại tượng không biết là cá sống sót cá chê không mà không thấy. Cá đại tượng thì anh kéo thấy cũng còn dính. Cá chê nó đói nó ăn dữ lắm, nó ăn mấy cá nhỏ. Đang nữa chắc Tèo thì bắt cá chê đều gom lại cả nhà. Sau khi thả cá đầu vài tháng nó kéo lên con cá chê 3 ký mấy đó. Không biết cá chê đó có lụm cá con. Sợ không? Cá chê đó nó ăn chứ cá kia nó nhỏ xíu mà nó đâu có ăn. Kéo lên thấy một bụng luôn. Một thức ăn cả nhà. Ăn đồ lắm. Thịt chua, chua ngon, cà phê thì dễ thật. Cái bằng này mình kho cá thơm lắm. Nó thấm chua chua thơm thơm. Tôi mời cả nhà ăn cơm nha. Nói đậu hầm chấm chao ngon lắm nữa. Ngon lắm, ngon như bầu luộc vậy. Cà phê này béo quá ha. Cái dảnh không béo không? Hồi nào giờ con cá gì? Cá gầm á. Là nó không có mở ngang để hỏi mà mổ ở bụng mở không. Mở cái bụng ra trắng tươi mở không nó mập á. Con cá gầm nó thịt nó cứng. Nó cứng hơn cái dảnh. Như tháng này thì cá nó mập. Cá là gầm gác không mưa chúng ơi. Cá nào cũng mập chứ. Cái dảnh dễ nuôi. Mừng me me có cỏ là nó sống được. Cá dảnh dạo là nuôi không? Ngộ mà cá dảnh với cá phi hay nha. Cái mương mới móc mà cái ấm bọng mình không xả luôn. Vậy đó chứ vài bữa có đó. Với cá làm tông. Mới đi vô đường nào. Bữa cơm gia đình Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay của gia đình Nguyệt nha. Nguyệt xin kết thúc video clip tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Chị Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào mua vô.